chương 81 Lão nương rất mạnh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bên trên xương lông tò mò hỏi Cái này Thật là ngươi nhà a à? Hắc liên cũng tò mò hỏi một câu như vậy Giang ly lúng túng lau lau mũi Lần nữa gõ cửa nói Mẹ, ngươi làm gì a à? Liền nghe hồng thư thanh âm vang lên Đừng nói nhảm, ta hỏi ngươi đáp, đáp đúng tiếng đến, đáp sai xéo đi. Giang Ly bất đắc dĩ cười khổ nói: Mẹ, người đến mức đó sao? Hồng Thư cũng mặc kệ Giang Ly có đáp ứng hay không, trực tiếp hỏi. Mấy người đồng thời trở về a. À? Giang Ly lập tức nói: Hai người. Hồng Thư ngữ khí lập tức trở nên kích động cùng dồn dập truy vấn. Ngoại trừ ngươi, còn lại một cái kia là nam, vẫn là nữ. Giang Ly lập tức nói: Nữ chút cửa bị giật ra thanh âm vang lên. Bang. Đại môn mở ra. Một đạo hồng sắc thân ảnh nháy mắt chui ra. Giang Ly tiến lên một bước, vẻ mặt tươi cười mà nói: "Mẹ." Kết quả một cánh tay ngọc đặt tại Giang Ly trên mặt, Hồng Thư thuận thế hướng bên cạnh vạch một cái rồi, duỗi dài đầu liền hướng Giang Ly sau lưng nhìn, một bên nhìn một bên ghét bỏ mà nói: "Ngươi cút sang một bên, đừng cản." Giang Ly đang hồng tỷ thấy được Giang Ly đứng phía sau xương lông về sau, con mắt lập tức sáng lên. Hồng thư một thanh ông lấy Giang Ly bả vai đem Giang Ly kéo tới một bên, thấp giọng hỏi. Quan hệ gì? Giang Ly hắc hắc nói. Đều mang về nhà tới, ngươi nói quan hệ gì? Hồng thư lập tức mặt mày hớn hở, dùng sức vỗ Giang Ly bả vai, ha ha cười nói. Hảo tiểu tử, không hổ là nhi tử ta. Cô bé này trừ bả vai rộng một chút, khác cũng không tệ. Giang Ly Ha Ha một tiếng, nằm nhân bả vai có thế không rộng a. À. Nói xong, Hồng Thư đối Sương Long vẫy tay một cái nói: Cô nương, thế nào xưng hô a? À? Giang Ly lập tức trên trán đều là mồ hôi lạnh, lúc này mới nhớ tới, mình còn không có hỏi qua gia hỏa này gọi cái gì đâu. Sương Long hơi có vẻ lúng túng nói: Ta. Ta gọi. Long Ninh. Long Ninh danh tự không sai, đều đừng đứng ở phía ngoài, tiến nhanh phòng đi. Nói xong, Hồng Thư ân cần mở cửa lớn ra, ra hiệu xương Long vào nhà. Sau đó Hồng Thư đứng tại cửa chính, dắt giọng hô: Tiểu Ninh a, à, đừng khách khí, đến A Di nhà, coi như là nhà mình được rồi, ha ha ha. Cái này một cuốn họng giọng rất lớn, Giang Ly xem chừng, nếu không phải thực lực không cho phép, trang bị cũng không được đầy đủ, Hồng Thư tuyệt đối kêu toàn thôn già trẻ gà chó dê bò biết hết. Bất quá nhìn xem Hồng Thư kia phách lối, vui vẻ dáng vẻ, Giang Ly cũng là trong lòng ấm áp, bao nhiêu năm chưa thấy qua nàng vui vẻ như vậy. Hồi tưởng lại những năm qua về nhà, Hồng Thư trên cơ bản đều là một mặt âm trầm, hắc hắc cười lạnh nhìn xem hắn, nhìn hắn toàn thân run rẩy, nửa đêm đều muốn khóa trái cửa phòng, sợ Hồng Thư nửa đêm làm cái mùi tử ném hắn trên giường, đến cái cưỡng ép nối dõi tông đường. Đây không phải nói đùa, bởi vì, theo hắn cái kia mất tích nhiều năm lão tử nói, Giang ly chính là như thế tới. Vào cửa, Hồng Thư lập tức nhiệt tình như lửa kêu gọi xương lông vào nhà ngồi xuống, sau đó dời ra ngoài các loại rửa sạch trái cây về sau, liền gian dảo nhìn chầm chầm xương lông hung hăng nhìn. Đừng nói xương lông. Giang Ly đều có chút ngượng ngùng, đồng thời chột dạ nhìn thoáng qua xương lông hầu kết, kết quả để Giang liên ngoại ý muốn chính là, tiểu tử này hầu kết vậy mà rất nhỏ, tiểu nhân trên cơ bản không nhìn thấy hắn đô thị nhẹ nhàng thở ra. Vỗ vỗ Hồng Thư bả vai nói. Mẹ, nên nấu cơm. Hồng Thư sững sờ, sau đó cười khang một tiếng nói. Kém chút quên đi, vậy thì đi làm. Ai? Cô nương ngươi thích ăn cái gì? Xương lông sững sờ, ăn cái gì? Mặc dù xương lông với cái thế giới này làm qua một điểm bài tập, nhưng là cũng chỉ là một chút da lông mà thôi, rất nhiều thứ yên nguyên hoàn toàn không biết gì cả nhất là ăn hắn căn bản không có nghiên cứu qua bởi vì tại ác ma nhãn lực ăn cơm căn bản không có gì truy cầu chỉ cần có thể duy trì cơ bản thân thể năng lượng vận hành là được rồi về phần khẩu vị cái gì không bao giờ làm cân nhắc có cái kia thời gian không bằng tu luyện tăng thực lực lên tới chân thực đáng tin cho nên xương long là thật không biết thích ăn cái gì vì vậy nói cái gì đều được hồng thư nghe xong cười càng vui vẻ hơn Lèn lén đối Giang Ly nói: "Cô nương này tốt, lão nương ta thích. Có lễ phép, khiêm tốn, điềm đạm nho nhã, tốt." Nói xong, Hồng thư cởi mở cười nói: "Đã không kén ăn, vậy hôm nay tỷ tỷ làm cho ngươi thu xếp tốt." Giang Ly nghe xong, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, vội ho một tiếng nói: "Mẹ, bối phận a." À. Hồng thư trừng Giang Ly một cái nói: "Ý của ngươi là, xin ngươi lão nương liền già đúng hay không? không thể làm tỷ tỷ đúng hay không? mỗi người giao một vật, không được a? À? giang ly bị hồng thư điên cuồng công kích một hồi, có chút gánh không được, con ngươi đảo một vòng, chỉ vào cổng chính xem náo nhiệt một con gà mái nói: mẹ, gia hỏa này như thế mập, ban đêm liền ăn nó đi. hồng thư vừa quay đầu lại, kia gà mái liền cùng bị diều hâu để mắt tới như vậy, quay người nhanh chân liền chạy. Hồng Thư cười hắc hắc nói. Nếu là bình thường lần này gà đẻ khẳng định không có ngươi phần, bất quá xem ở ngươi hôm nay công lao không nhỏ phân thượng, chuẩn. Nói xong, Hồng Thư một sáng tay áo, đem áo bào đỏ váy dài váy vung lên đến, tiện tay quơ lấy một cây chạy cán bột, nhanh chân lưu tinh liền liền xông ra ngoài, đồng thời hô. Chạy đi đâu? Đang khi nói chuyện, chạy cán bột đã xuất thủ. Kia gà mái mới chạy không bao xa, vừa quay đầu lại, một cây chày cán bột đối diện bay tới. Bành. Gà mái ứng thanh ngã xuống đất. Sau đó Hồng Thư sách lấy gà mái liền đi phòng bếp, vừa đi một lần hừ phát điệu hát dân gian. Tay trái một con gà, tay phải một con vịt, sau lưng cổng cái béo búp bê nhà, a à ha ha. Nhìn xem điên điên khùng khùng lão nương, Giang Ly chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Giang Ly lại nhìn về phía xương lông, xương lông thì là chậm rãi nuốt ngụm nước miếng, đối Giang Ly nói mẹ ngươi, thật mạnh mẽ. Giang Ly ừ một tiếng, biểu thị tán đồng, sau đó nói. Không nói những cái khác, thôn này bên trong liền không ai đánh thắng được nàng. Ta khi còn bé, bị người khi dễ, nàng một người có thể đem đối phương toàn gia, liền già dạ mang trẻ đuổi tới ngoài thôn đi tìm nơi nương tự thân thích, ba ngày không dám về nhà. Sương Long theo bản năng nói. Còn có người có thể khi dễ ngươi. Giang Ly gật đầu xương lông trong lòng phát lạnh, yên lặng đem đồ thôn kế hoạch từ trong đầu của mình xóa bỏ, đồng thời kẹp lấy một cái nguy hiểm tiêu chí, cùng tiêu chú một câu. Thôn này bên trong đều là ác ma, không thể trêu vào. Cơm tối rất nhanh làm xong, giang ly một tòa trên bàn liền trận tròn mắt. Cũng không phải đồ ăn không phong phú, mà là... Mẹ, ngươi đây cũng quá trực tiếp a. À? Giang Ly nói khẽ với Hồng Thư nói. Hồng Thư hắc hắc nói đều dẫn về nhà tới còn trang cái gì a à? các ngươi người trẻ tuổi không đều cởi mở a à? ta cái này gọi thuận thế một cước giúp ngươi một cái Giang Ly xoa xoa trên trán mồ hôi nói mẹ không phải thuận thế một cước là lâm môn một cước hồng thư xem thường mà nói đều một cái ý tứ nói xong hồng thư ân cần kẹp lên một lớn đũa rau hẹ đưa đến một mặt mộng bức không biết trước mắt là vật gì xương long trong chén đồng thời cười nói cô nương, đừng câu nệ, ăn chút phu nhân vui, ha. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 82 Nghe gà nhảy múa Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hồng Thư ngược lại là một mặt nhẹ nhõm đắc ý, tùy tiện nói. Đúng a, à, bên ngoài gọi rau hẹ, chúng ta cái này gọi phu nhân vui, về sau ngươi liền hiểu, ăn nhiều một chút, có thể vui vẻ nữa nha đến, lại ăn miệng thịt. Gần nhất mấy năm này trong thôn dết heo, trâu, về cái gì, bảo bối ta đều giữ lại đâu. Ngươi không đến, ai cũng ăn không được, ngươi đã đến, nhất định phải toàn làm đến. Sau đó Hồng Thư kẹp lên từng mảnh từng mảnh hình bầu dục thịt bỏ vào xương lông trong chén. Giang Ly ngửa đầu nhìn lên trần nhà, nắm lấy, mình có phải là không nên trở về tới. Đồng thời trong đầu hiện lên vô số heo, trâu, về dưới hông lành lành thời điểm bi thảm hình tượng. Xương lông cũng không nhận biết những vật này, không ăn qua thịt người tương tự thức ăn hắn, lần thứ nhất ăn vào về sau, nháy mắt con mắt liền sáng lên. Rau hè trứng tráng, hắn một hơi ăn nửa đĩa. Hấp các loại tiên tương tự cắt miếng hắn cũng ăn hơn phân nửa bàn. Lại thêm không biết hồng thư từ chỗ nào lấy được hầu sống, thịt trắng. Xương lông có thể nói là ăn quên cả trời đất. Giang Ly mặc dù không muốn ăn, bất quá tại Hồng Thư một tay chạy cán bột, một tay chết không nhắm mắt đầu gà uy hiếp hạ, ăn cũng không thể so xương lông ít hơn bao nhiêu. Ăn cơm, Hồng Thư thu thập xong cái bàn, liền lôi kéo xương lông trò chuyện lên trời, thỉnh thoảng phát ra cởi mở tiếng cười. Nghe Giang Ly toàn thân run rẩy, luôn cảm thấy Hồng Thư là đang đào hắn nội tình. Trên thực tế, cũng đúng là như thế, Hồng Thư giảng đều là Giang Ly khi còn bé bị nạn đánh sự tình. Lúc đầu đây chỉ là tuổi thơ chuyện lý thú, nhưng là Sương Long lại nghe chính là kinh tinh động phách, nhìn Hồng Thư ánh mắt luôn luôn mang theo nồng đậm sợ hãi, thậm chí so sợ Giang Ly còn nhiều thêm mấy phần. Đến ban đêm, Hồng Thư lập tức chạy trên lầu đi trải giường chiếu. Giang Ly cùng Sương Long rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhau về sau, Sương Long rốt cục nhìn không được hỏi. Heo bảo, dê bảo, trâu bảo đến cùng đều là cái gì a? À? Bất quá mùi vị không tệ a. À? Giang Ly sững sờ, lần nữa một lần nữa đánh giá xương lông, một cái đại lão gia vậy mà không biết những vật này là cái gì. Trong hốc núi ra, vẫn là địa vực khác biệt, cách gọi khác biệt. Bất quá không đợi Giang Ly suy nghĩ nhiều đâu, Hồng Thư đã đăng 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 xuống lầu tới, hấp tấp chạy tới, một tay một cái lôi kéo hai người liền lên lâu. Loãng soạn. Cửa phòng đóng lại, sau đó liền nghe Hồng Thư ở bên ngoài hô. Trời tối rồi, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút a, à, cái này lớn nông thôn, ban đêm cũng không có gì hoạt động, chính là đi ngủ tạo người. Khụ khụ, đi ngủ. Giang Ly nhìn lên trời còn không có tối đen ngoài cửa sổ, cùng nơi xa trên đường tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị nhìn công chiếu phim các thôn dân, trên trán đều là hát tuyến, thầm nghĩ. Mẹ, ngươi nói láo có thể hay không đánh trước cái bảng nháp a, à, nhà ta tổ truyền gia mặt dày, cũng không thể như thế bị đánh mặt a. À. Giang Ly thử đẩy cửa, kết quả phát hiện cửa phòng lại bị khóa trái. Giang Ly triệt để sắp sụp đổ, hắn thề, về sau không sinh hài tử, kiên quyết không mang bạn gái về nhà. Nếu không, để mẹ hắn hành hạ như thế, cái gì bạn gái đều phải dày vào chạy không thể. Một đêm này, Giang Ly vừa mới bắt đầu là cùng xương lông mắt lớn trừng mắt nhỏ, về sau hai người liền nghe được cổng lén lén lúc lúc có người đến gần thanh âm, qua nửa ngày truyền đến cảm thấy rất ngờ vực thanh âm chẳng lẽ đóng băng bảo bối quá thời hạn rồi? ăn nhiều như vậy đều không có phản ứng. không nên a. À. lại qua một hồi, thở dài một tiếng vang lên, tiếp lấy một trận rất nhỏ tiếng bước chân đi. Giang Ly không còn gì để nói, Sương Long thì nhẹ nhàng thở ra. Giang Ly không bao lâu liền ngủ mất. Sương Long lại là ngủ không được, lần thứ nhất tiến vào xã hội loài người, vốn cho là mình là sói nhập bầy cừu, kết quả phát hiện trạm thứ nhất chính là sói nhập hang hổ. Trong mắt hắn, thôn này bên trong người đều là mảnh nhân, hắn một cái đều đánh không lại, xem ai hắn đều có chút trung lẫy bảy ý tứ. Lần thứ nhất, hắn hối hận sau khi tấn cấp đem mình dựa theo nhân loại tiêu chuẩn thẩm mỹ, trở nên tuấn mỹ như vậy, sớm biết còn giữ lại trung niên đại thúc bộ dáng, đâu còn có hiện tại cái này chồng phiền phức. Nhìn thoáng qua bên trên giang ly, thở dài một tiếng, xương lông cũng ngủ. Trên nóc nhà, Hắc Liên ngồi ở kia, nhìn lướt qua xương lông, nhìn nhìn lại Giang Ly, cộc cộc miệng nói. Được rồi, trước không nhắc nhở hắn, liền làm. Ân, ừ, ngân hàng tiền tiết kiệm đi. Một đêm này, Giang Ly mộng thấy tiểu sơ cao trung, đại học cùng đi vào xã hội ở trong tất cả cô gái xinh đẹp, kìm nén đến hắn trong giấc mộng gầm thét liên tục, khắp thế giới tìm nước uống. Ngày thứ hai, trời vừa sáng. Giang Ly mở to mắt về sau, liền trợn tròn mắt. Hắn cùng xương long mặt đối mặt nằm nghiêng, hai người còn duy trì khoảng cách nhất định, nhưng là kia là chủ thể bộ phận, còn có một bộ phận tựa hồ đã cầm vũ khí nổi dậy chống lên một mảnh bầu trời. Rất có nghe gà nhảy múa, tập đâm lê đao tư thế. Còn tốt, ta dài. Giang ly bản thân an ủi một tiếng, đồng thời trong lòng mắng một câu: Mẹ quá hố, nhiều như vậy bổ thận, liền không sợ đem ta bổ nổ a. À. Đẩy cửa cửa phòng vậy mà mở, xem ra có người so với hắn lên còn sớm. Đi xuống lầu, Giang Ly liền thấy Hồng Thư bắt chéo hai chân ngồi ở trong sân trên ghế, hầm hừ gặm lấy hạt dưa, mắng lấy trước mặt đi ngang qua một con gà trống lớn. Đồ vô dụng, thật vất vả đem các ngươi nuôi lớn, đẻ trứng cũng không biết, ngươi nói các ngươi còn có cái gì dùng. Giang Ly nghe xong, mặt lập tức liền đen. Mẹ, ta đây là yêu đương, không phải máy gieo hạt ngươi có thể hay không cho điểm tiến hành theo chất lượng cơ hội? Giang Ly hỏi. Hồng Thương ngẩng đầu một cái, nhìn lướt qua Giang Ly, sau đó nghĩ nghĩ về sau, nói. Ta cái này không phải cũng là gấp sao, ngươi xem một chút lão từ gia, người ta cháu trai đều có thể đánh xì dầu. Giang Ly hai mắt khẽ đảo nói. Mẹ, lão từ gia hài tử đều 40. Ta mới. Ngươi mới cái gì? Chuyện này chúng ta luận bối phận, bất luận tuổi tác đúng cháu ngươi năm nay ông cháu ta kết quả liền cái cháu trai cái bóng cũng không thấy ngươi nói ta có thế không vội a à. hồng thư tiếp tục thầm nói hắc liên ngạc nhiên nói cháu ngươi mạnh như vậy ngươi mới hai mươi ló đầu cháu ngươi chẳng phải là mười mấy tuổi liền làm gia gia giang ly ở trong lòng hồi đáp ta cháu kia là bối phận trên cháu năm nay bảy mươi sáu hắc liên Hắc Liên vội ho một tiếng nói, "Ta hai hiện tại là một thể, về sau ngươi gọi ta tiếng cha, dựa theo ta ở độ tuổi này cùng bối phận, về sau tất cả ác ma nhìn thấy ngươi đều phải gọi ngươi một tiếng tổ tông. Dựa theo người địa cầu tuổi thọ để tính, ngươi tối thiểu nhất cũng là hầu tử cấp bậc kia." Giang Ly nghe được cái này, thật muốn cho hắn một bàn tay, không phải hồng thư tại cái này, hắn cũng không tốt động thủ, chỉ có thể cho hắn một cái liếc mắt để chính hắn lĩnh hội không nói, bữa sáng làm cho ngươi tốt, một hồi hai người các ngươi nhớ kỹ ăn a, à, thôn bên cạnh nghe nói hôm nay làm một đầu con lừa, ta đi xem một chút. Hồng thư nói xong, đứng dậy liền hướng bên ngoài đi. Giang Ly theo bản năng hỏi, "Mẹ, ngươi muốn ăn thịt lừa?" Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 83. Hung hãn chương 1 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com chương 84 hung hãn chương 1 không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 1981 tự 2019 07 09 14.12 hồng thư quay đầu ha ha cười lạnh nói ta muốn thử một chút tươi mới con lừa bảo có hữu dụng hay không giang ly hồng thư đi sau đó giang ly cũng không có việc gì làm ngồi ở trong sân nhìn gà trống lớn gà mái cùng với một đám gà con trên mặt đất loạn kiếm ăn nhi ngay người. Lúc này Hắc Liên ngồi xuống, hỏi. Ngươi trở về, chính là vì nhìn một chút mẹ ngươi. Giang Ly lắc đầu nói. Ác ma nhiều như vậy, nàng ở nhà một mình, ta không yên lòng. Hắc Liên lắc lắc đầu nói. Hiểu không được, ta từ nhỏ đến lớn chỉ có một người, không có gì lo lắng. Chẳng qua ngươi nếu không yên lòng, dứt khoát đem nàng nhận đi chẳng phải xong rồi. Giang Ly cười khổ nói: "Nếu có thể nhận đi, đã sớm đón đi. Lão tử ta tại ta 8 tuổi thời điểm đi, lại có không có trở về. Mẹ ta nói, hắn chỉ là lạc đường, nhất định có thể trở về. Nàng nói, nàng nếu là đi, chờ lão tử ta trở về, tìm không thấy chúng ta làm sao xử lý? Vì chờ hắn, mẹ của ta đã tại bực này hơn 10 năm." Hắc Liên cộc cộc miệng, không lên tiếng, dường như cũng có chút tâm sự. Giang Ly tò mò hỏi: "Ngươi có tâm sự?" Hắc Liên gật đầu nói: "Ừm, um, ta chợt nhớ tới có một nữ nhân đợi ta mấy trăm vạn năm." Giang Ly tò mò mà nói: "Sau đó thì sao?" Hắc Liên thở dài, lắc đầu không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn lên trời nói: "Ác ma sinh hoạt rất đơn giản, đơn giản vui vẻ, đơn giản đau lòng, đơn giản chém giết. Thế giới nhân loại rất phức tạp." Giang Ly cười nói. Vậy ngươi càng ưa thích một bên nào? Hắc Liên còn chưa lên tiếng, liền nghe Giang Ly điện thoại phát ra một hồi chói tai như là bệnh tâm thần đồng dạng tiếng cười. Ia a ha ha ha. Giang Ly cầm điện thoại di động lên, vừa nhìn, dĩ nhiên là trình thụ đánh tới. Ta tại gia tộc đây. Cái gì? Ngươi cũng tới, ngươi tới làm gì? Giang Ly không hiểu hỏi. Trình thụ nói. Lát đá bên trên miếu miệng thôn gần nhất xuất hiện mấy kiện mất tích án, sự tình rất cổ quái. Hơn nữa có người trong núi đã nghe qua quái thú gào thét, chúng ta nghi ngờ nơi đó có ác ma. Mặt khác, căn cứ đáng tin tin tức, Ngu Hoàng Sơn bên trong lúc ấy tụ tập một đám ác ma, căn cứ tù binh ác ma cung cấp tin tức, người lúc đó giết chết cái kia xương long chỉ là xương long một cái phân thân mà thôi, bản thể hắn gần nhất mới phá kén mà ra, hơn nữa giết không ít người căn cứ hiện trường dấu vết điều tra đến xem, hắn rất có thể là hướng bắt đẩu đi. Từ nơi đó đi bắt đẩu, vừa vặn đi ngang qua ngươi quê quán, ta muốn kiện ngươi về nhà, liền tiện đường nhìn một chút ngươi. Giang Ly sau khi nghe xong, nhướng mày, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh, quê quán lân cận vậy mà cũng có ác ma. Giang Ly Li liếm môi một cái nói. Biết nhà ta lân cận ác ma vị trí cụ thể A. À? Trình Thụ nói. Cho đến trước mắt, Chúng ta còn không rõ ràng lắm đầu kia ác ma cụ thể hình ảnh." Giang Ly đánh gãy Trình Thụ lời nói nói, "Không cần nói cho ta hắn như thế nào, cũng không cần nói cho ta biết đối phương có mấy con, ngươi liền nói cho ta biết hắn ở đâu là được." Trình Thụ nghe vậy, một hồi cười khổ, sau đó nói, "Chúng ta cũng còn không rõ ràng lắm, chờ ta đến rồi nói sau." Giang Ly gật đầu nói, "Vậy được, chờ ngươi a." À. Trình Thụ tốt đi, chúng ta ngồi máy bay trực thăng tới, rất nhanh liền đến. Giang Ly nghe xong, trực tiếp cúp điện thoại, mắng một câu. Ta ghét nhất khoe của. Nói xong, Giang Ly nắm 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 đấm, khà khà nói. Có điều, mấy cái ước không chết là một chuyện tốt a. À? Lần này ta nhất định phải nhẹ nhàng một chút. Đúng lúc này, cổng truyền đến một hồi tiếng thắng xe. Cùng lúc đó, sâu trong núi lớn một đạo hồng sắc thân ảnh xuất hiện tại một cái lớn hang động đá vôi phía trước hai tay chống nạnh hét lớn một tiếng lừa chết đi ra nhận lấy cái chết a à a à. một tiếng lừa hí vang lên sau một khắc một đoàn bóng đen vọt ra bóng người màu đỏ nhanh chóng lui về phía sau gần như là đồng thời một cái một người lớn nhỏ con lừa móng đập vào bóng người màu đỏ đứng địa phương âm đại địa trong nháy mắt bị bước ra một cái lỗ to khói bụi tản ra, một đầu cao 5 mét, toàn thân màu xám đen lừa xuất hiện ở cửa động, nói là lừa, lúc này đã không thể gọi lừa, toàn thân hắn lông tóc xám đen tỏa sáng, trên đầu mọc ra một chiếc sừng, móng bên trên có móc câu, một đôi mắt lập loài hồng mang, hiển nhiên đây là một đầu ác ma. Nữ nhân chết tiệt, ngươi lại còn dám đến. Lần trước bảo ngươi chạy, lần này, ngươi sợ là chạy không thoát. Ác ma con lừa âm trầm nói nữ tử áo đỏ chính là Giang Ly mẹ, Hồng Thư. Hồng Thư biểu môi nói. Nếu không phải chờ ta con trai trở về, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi nhảy nhót lâu như vậy. Ngày hôm nay con của ta trở về, ngươi bây giờ có hai con đường, hoặc là đem ngươi dưới hông đồ chơi kia cho ta, hoặc là chính ta đi cắt, hai chọn một đi. Ngươi cũng đừng mất hứng, thôn bên cạnh mấy người đều là ngươi dết a, à, chẳng qua ngươi cũng coi như thông minh, ta phát hiện ngươi về sau, ngươi một mực trốn ở chỗ này không có lại làm ác, nếu không ta đã sớm động thủ. Nói đến đây, Hồng Thư liếc qua ác ma con lừa dưới hông nói. Đi không lôi thôi dài dòng, ngươi chủ động đem đồ vật giao ra, ta lưu ngươi nửa cái mạng. Nếu không, ác ma con lừa sững sờ, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Hồng Thư dĩ nhiên là chạy bảo bối của hắn tới, nhất thời nổi giận, giận dữ hét. Nữ nhân chết tiệt, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đúng. Một đạo hồng quang hiện lên, một cái tác mạnh quất vào con lừa trên mặt. Cái kia to lớn con lừa thân bành một tiếng tại chỗ xoay hơn phân nửa vòng, đầu trực tiếp đâm vào trên núi. Hồng thư rung lên cổ tay nói: "Chớ ép ta động thủ a, ta ra tay cũng không có nặng nhẹ. Ác ma con lừa bị một tác này đánh cho hồ đồ, theo sau nổi giận một tiếng, hơi ngửa đầu, miệng rộng mở ra, một đoàn lục quang sáng lên. Bành." một nắm đấm đánh vào ác ma con lừa trên đầu, ác ma con lừa đầu trực tiếp bị đập vào ngọn núi chính giữa. Tiếp lấy một đạo đao quang sáng lên. À! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Tiếp lấy lại là một đao sáng lên, một viên to lớn con lừa đầu rơi xuống trên mặt đất. Ác ma con lừa chết không nhắm mắt nhìn chầm chầm cái kia kéo lấy một cái thô to da hỏa chậm rãi bóng lưng rời đi, vẻ mặt nghi hoặc hiển nhiên hắn không nghĩ ra, lần trước còn bị hắn đuổi đầy đất chạy nữ nhân, lần này làm sao lại mạnh như vậy. Lúc này Hồng Thư quay đầu hướng hắn nhếch miệng cười nói. Nữ nhân, vì mẹ lại được. Vì con của ta đòi con dâu, ngày ta cũng dám đâm cho lỗ thủng. Sau khi nói xong, Hồng Thư phản phất tại độc thoại, cười khổ một tiếng nói. Nếu không phải cuộc sống của ta không nhiều lắm, ta mới không thao lòng này đây. Ta chỉ muốn, thời điểm ra đi, mắt nhìn tôn tử. Nói xong, Hồng Thư lắc đầu chui vào trong rừng cây. Giờ này khắc này, Giang Ly nhà. Giang Ly lông mày vặn thành một cái chữ xuyên, nơi này là nhà hắn, bất kể là ai đến, đập cửa là tối thiểu nhất lễ phép, không đập cửa liền đi vào, cái này không khỏi cũng quá không hiểu chuyện đi. ts, Ngày hôm nay bổ sung nợ cái kia một canh. Ba canh liền càng. Bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 84 Bị người khi dễ Canh thứ hai. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 85 Bị người khi dễ Canh thứ hai không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2023 từ 2019 07 09 13 đại môn đẩy ra, một tên để tóc dài người trẻ tuổi đi vào, nhìn tuổi tác, dường như so Giang Ly còn nhỏ 2 tuổi, nam tử trẻ tuổi ăn mặc một thân Âu phục đen, dày da bóng lưỡng, toàn thân cao thấp đều để lộ ra một loại gần như ép buộc chứng giống như quy củ, thậm chí liền tóc đều từng cây quang tới, dùng keo xịt tóc định tốt hình, không có một cái chạy loạn. Ánh mắt của hắn tùy ý trong sân nhìn lướt qua, tiếp đó rơi vào Giang Ly trên người, lông mày nhướng lên nói. Ngươi là Giang Ly. Giang Ly nói. À, có chuyện a. À nam tử trẻ tuổi không có giải đáp Giang Ly lời nói, tại xác nhận Giang Ly thân phận về sau, trong mắt của hắn trong nháy mắt không còn Giang Ly cái bóng, tiếp đó căn bản không đem bản thân coi như người ngoài giống như, hướng trong phòng đi tới. Cả người đều tản ra một loại chẳng thèm ngó tới, ngông cuồng tự đại nhuệ khí. Giang Ly nhướng mày nói. Ngươi là ai a? À? ta còn không có bảo ngươi vào nhà ta đây. Nam tử trẻ tuổi nghe vậy, hơi không kiên nhẫn liếc mắt nhìn Giang Ly, theo sau mang theo vài phần động tình dẻo cợt nói, "Ngươi thật đúng là cái vô tri người bình thường a." À? Giang Ly trên trán đều là hát tuyến, hắn có chút không hiểu nổi, trước mắt cái này tự cho là đúng ngu xuẩn là ở đâu ra a. À? Đúng lúc này, cổng truyền đến một hồi tiếng cười vui, tiếp lấy mấy cái người già đi vào. Giang Ly vừa nhìn, mặt càng đen hơn, người tới không phải người khác, đúng là hắn tam bá cả nhà. Nhìn tam bá cả nhà người hồng quang đầy mặt, vui mừng nhướng mày biểu lộ, Giang Ly Li liền biết, phiền phức đến rồi. Hắn tam bá là cái buồn bã nữ nhân, thân hình không cao, một mặt nếp nhăn, con mắt không lớn, bình thường không cười thời điểm, cũng mị mị lấy, thoạt nhìn rất ôn hòa. Nhưng mà Giang Ly biết, hắn cái này tam bá là điển hình ngoài miệng một bộ trên tay một bộ. Hơn nữa đặc biệt ưa thích chiếm tiện nghi nhỏ. Ai ôi, Giang Ly, ngươi trở về Á. Tam bá vừa nhìn thấy Giang Ly, lập tức cười ha hả chào hỏi. Giang Ly sững sờ, ngẩng đầu nhìn ngày không nghĩ ra ngày hôm nay mặt trời từ chỗ nào một bên thăng lên. Cái này Tam Bá từ trước tới nay đều là vào cửa không để ý hắn, ngày hôm nay vậy mà chủ động cùng hắn chào hỏi, chuyện ra khác thường sợ là có yêu nghiệt a. À? Quả nhiên, Giang Ly lên tiếng, kết quả Tam Bá căn bản không có nhìn, cũng không có phản ứng hắn, phản phất vừa mới câu nói kia là hướng về phía không khí kêu giống như Tam Bá đối lại tiến lên cửa người trẻ tuổi hô lên. Lý Thành, mau tới đây, giới thiệu cho các ngươi một chút a. À. Người trẻ tuổi biểu môi khinh thường, bất quá vẫn là tới. Hắc Liên thấy đây, cười nói. Giang Ly, người ta trong mắt căn bản không có ngươi a, à. đây là rõ ràng là tới đạp ngươi một chân, trang cái bức a. À. Ngươi cứ như vậy nuông chiều bọn họ. Giang Ly bất đắc dĩ trong lòng nói. Ta có biện pháp nào? mẹ của ta đem cha ta người bên kia nhìn rất nặng, từ nhỏ đến lớn, cũng không quá muốn cùng bọn họ làm ầm ĩ. Hắc liên biểu môi nói. Mẹ ngươi loại ý nghĩ này, ta thật xem không hiểu. Giang Ly ha ha nói. Ngươi xem không hiểu nhiều nữa đây, chẳng qua trước kia bọn họ không có như vậy cùng ta làm ầm ý qua, bởi vì ta học tập một mực so với bọn hắn nhà hài tử tốt, không sánh bằng, liền yên tĩnh. Lần này chạy ta tới, nhìn tới bọn họ là thật lòng tin tăng cao a à? tam bá cười nói giang ly a à, đây là ta tiểu nhi tử lý thành hắn trước kia một mực tại nơi khác đi học cho nên các ngươi rất ít gặp mặt lần này đây hắn trở về chủ yếu là để ăn mừng một chút hắn gia nhập thủ hộ giả tổ chức trại tân binh sự tình nói đến đây tam bá hỏi giang ly giang ly a à, thủ hộ giả tổ chức trại tân binh ngươi biết không lý thành không nhìn được nói mẹ, đừng nói nữa. Thế giới của chúng ta, không phải người bình thường có thể rõ ràng. Nói xong, Lý Thành như là trưởng bối đồng dạng nhìn Giang Ly nói. Tuy là ngươi năm đó học tập so với ta tốt, vì cái này, ta bị mẹ ta cũng đánh qua. Nhưng mà ta không hận ngươi, nếu không phải là bởi vì nàng rất cầm ngươi đối phó với ta so, buộc ta trước thời hạn đi vào xã hội, ta cũng chưa chắc có cơ hội tiếp xúc đến thủ hộ giả tổ chức. Hiện tại, ta vào thủ hộ giả tổ chức, tuy là từ nay về sau chúng ta chính là trên trời dưới đất người của hai thế giới, nhưng mà, nếu như ngươi có cái gì phiền toái, có thể trả tên của ta, ngươi bình thường điểm này chuyện, ta vẫn là làm định. Giang Ly nghe xong, ánh mắt sáng lên, lập tức nói. Tốt, trước tiên đem ta về nhà lộ phí báo đi. Đinh. Quán hận về mười lý thành biểu lộ trong nháy mắt động lại đoán chừng hắn cũng không nghĩ tới đối phương sẽ đến như vậy thoáng cái tam bá cũng là một mặt xấu hổ vội ho một tiếng nói giang ly a à, giữa các ngươi nói chuyện gì tiền đâu giang ly khinh thường vung tay lên nói lộ phí mới hơn một trăm đều trả không được vậy các ngươi ở ta nơi này còn khoác lác gì bức a nói xong giang ly xoay người rời đi đinh oán hận từ hai mươi oán hận từ 10 thấy cảnh này nguyên bản một mặt đắc ý tam bá cùng lý thành mặt đều đen, trong lòng giận mắng. Móa, người này tại sao như vậy a? À? người bình thường ai sẽ như vậy a? À? Lý Thành cắn răng nghiến lời nói. Người đây là đố kỵ. Giang Ly quay đầu lại hỏi nói. Đừng nói nhảm, ngươi thổi lớn như vậy ngưu bức, lộ phí trả không trả. Trả cũng nhanh chút, không trả chính là đánh ngươi bản thân mặt, vừa thổi ngưu bức liền bị đánh, có thế phải trả đừng, ngươi đây là muốn không biết xấu hổ tiết tấu a? À? Lý Thành chẳng qua cuối cùng, Lý Thành vẫn là nói. Trả. Giang Ly không nói hai lời, đưa tới điện thoại, nói. Quét mã A, 400. Tạm bá nghe xong, cuốn lên. Tuy là Lý Thành gia nhập thủ hộ giả tổ chức trại tân binh, nhưng mà trại tân binh không phải là thủ hộ giả tổ chức, đây là hai khái niệm. Trại tân binh binh sĩ, không bao nhiêu tiền, cũng không sung túc. Bọn họ vừa mới để ăn mừng Lý Thành sự tình, cho Lý Thành mua một chiếc xe, tiền bạc bây giờ đang tăng cường đây. 400 không nhiều, nhưng mà keo kiệt cả đời Tam Bá, vẫn là một hồi thịt đau. Ngay sau đó Tam Bá nói: "Không phải hơn 100 a, làm sao thành 400?" Giang Ly A một tiếng nói: "199 không phải cũng là hơn 100 a, dư thừa hai khối tiền là tiền nước, vừa vặn 400, có chuyện a." Lúc nói lời này, Giang Ly đã nhìn về phía Lý Thành. Đinh oán hận từ hai mươi lý thành trẻ tuổi nóng tính, thích sĩ diện, đương nhiên là cắn răng nghiến lợi đồng ý cho Giang Ly thanh toán xong bốn trăm khối. Giang Ly đắc ý thu tiền về sau, cười ha hả nói: "Vậy được, các ngươi tùy ý đi. Cố gắng lên a, à, làm rất tốt, chờ ngươi phi thiên a." À. Nói xong, Giang Ly xoay người đi. Tam Bá phụ thấy đây, nhướng mày, một mặt nghiêm túc nói: "Giang Ly, đem tiền trả lại trở về." Giang Ly quay đầu nhìn Tam Bá Phụ nói. Vì sao? Tam Bá Phụ lạnh lùng nói. Không có quy củ. Cha ngươi cứ như vậy dạy ngươi a, à, hố tiền của người khác, ngươi còn lý luận. Đại ca, việc này ngươi mặc kệ a. À. Nhị bá phụ nói theo. Đứa nhỏ này bị đệ mùi nuông chiều đến quá không ra gì. Đại bá gật đầu, nghiêm túc nhìn Giang Ly nói. Giang Ly, tuy là lão ngủ không tại, nhưng mà chúng ta những này làm bá bá, bá phụ trưởng bối, cũng không thể nhìn ngươi như vậy không tưởng nổi. Mau đem tiền còn cho Lý Thành, nói lời xin lỗi, chuyện này vậy thì thôi. Nếu không, bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 85 Bao che cho con, canh ba. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 86 bao che cho con canh ba không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 1955 tự 2019. 07 0914 14.14 nếu không như thế nào? Giang Ly xem thường hỏi. Đại bá nói. Nếu không, ta liền thay thế cha ngươi, hảo hảo giáo dục ngươi một chút, học một ít nên làm như thế nào người? Nói xong, đại bá ngữ trọng tâm trường nói. Giang Ly, ngươi phải hiểu được một vấn đề, phong thủy luân chuyển trước kia ngươi học giỏi, mọi người nuông chiều ngươi. Nhưng mà hiện tại không giống với lúc trước, ngươi cùng Lý Thành ở giữa chênh lệch đã kéo ra, hơn nữa về sau chỉ có thể càng ngày càng lớn, ngươi bây giờ đạt được sản khoái nhất thời, tỏ ra quá ngây thơ. Lại quá một hồi, ngươi sợ là liền ngưỡng mộ hắn cơ hội cũng không có. Lý Thành ngẩng đầu lên, một mặt vẻ đắc ý. Giang Ly lại có điểm không vui. Đúng lúc này, đại môn len ken một tiếng mở, tiếp lấy liền nghe một thanh âm vang lên. Cơ hội gì a? À? Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hồng thư kéo lấy một cái bao tải trở về. Tam Bá lập tức nói: "Hồng a, à, ngươi trở lại rồi. Con của ngươi có chút quá mức a, à. chúng ta những trưởng bối này cùng hắn nói chuyện, hắn hờ hững lạnh lẽo vậy thì thôi, còn quản con của ta muốn báo tiêu qua lại lộ phí. Tuy là con của ta gia nhập thủ hộ giả tổ chức trại tân binh, làm người rộng lượng" nhưng mà cũng không thể như vậy nuôn chiều hắn a. À. Tam Bá bla bla nói một đống, kết quả Hồng Thư nghe xong sau đó chỉ hỏi một câu: các ngươi bắt nạt con của ta. Tam Bá, Lý Thành cùng với Tam Bá phụ nhất thời ngây ngẩn cả người, thầm nghĩ nữ nhân này là cái gì não mạch kín a. À? Hồng Thư không để ý tới bọn họ, đem bao tải ném vào trong phòng, tiếp đó hướng về phía Giang Ly vẫy tay một cái nói: con trai, chuyện ra sao? Giang Ly không lên tiếng đây, Tam bá phụ e hèm một tiếng, như là một cái ngay thẳng trưởng bối đồng dạng, nói. Đệ mùi, chúng ta lần này tới chủ yếu là tới báo tin vui. Nhà chúng ta tiểu thành vào thủ hộ giả tổ chức trại tân binh cùng với mua xe mới, cho nên muốn mời các ngươi một nhà cùng đi ăn một bữa cơm. Kết quả vừa thấy mặt. Ai không phải ta nói, nhà ngươi hài tử đến quảng một chút. Hắc liên đứng tại Giang Ly bên cạnh, nói những người này lật ngược phải trái bản lĩnh rất mạnh a à, ta đoán chừng ngươi cũng bị mẹ ngươi đánh. Giang Ly thầm cười khổ nói. Lúc trước bọn họ cũng là như vậy bắt nạt mẹ của ta, mấy người mồm năm miệng mười, đèn có thể nói thành trắng, trước một khắc mắng ngươi, sau một khắc liền có thể nói thành ngươi mắng hắn. Nhiều lần ta đều mang theo cây gậy muốn đánh người, chẳng qua đều bị mẹ ta ngăn trở. Nàng nói qua, đây là lão tử ta bên kia người thân, hắn không còn nữa, Chúng ta đến chiếu cố một chút, nhường điểm, duy trì lấy lão tử ta bên kia tình thân." Hắc Liên biểu môi nói. "Loại này thân thích, muốn tới làm gì dùng?" Giang Ly đi theo gật đầu, thực ra hắn cũng nghĩ không thông, loại này mỗi ngày tới nhà ngươi diễu võ dương oai, nhà ngươi có cái gì ăn ngon liền chủ động tới cửa xin ăn, ăn xong rồi còn đóng gói mang đi, có chuyện liền gọi ngươi đi hỗ trợ, không có việc gì hưởng thụ thời điểm coi như ngươi không tồn tại, ở trước mặt người ngoài nói mình đối ngươi tốt xoay người liền hố thân thích của ngươi đến cùng có cái gì tốt duy trì tam bá thấy tam bá phụ mở miệng lập tức hét lại nói chính là a à, nào có như vậy cách đối nhân xử thế cái này vào xã hội có thể dung dễ chịu thiệt a à. tuy là gian ly học tập không sai nhưng mà hiện tại không phải cũng không có gì tốt công việc a à. con của ta tuy là trước kia học tập không giỏi nhưng mà hiện tại dù sao cũng là thủ hộ giả quân dự bị tương lai đi ra đó cũng không phải là người bình thường nhị bá phu cũng đi theo nói giúp vào. Hồng A, à, lão ngủ không ở nhà, chúng ta đều biết ngươi mang hài tử không dễ dàng. Chẳng qua cái này tư tưởng đức tính bên trên, nhất định phải hảo hảo dạy A, à, không thể nuông chiều, học xấu nhưng là không tốt. Nhị bá nói. Muốn đổi nhà ta oát con dám như vậy, ta sớm đem hắn chân đánh gãy. Mấy người ngươi một lời ta một câu nói, Giang Ly hiếp mắt nhìn về phía phía sau cửa cây chổi. Lúc này Giang Ly phát hiện, hắn mẹ hơi cúi đầu, khóe môi nhếch lên lau một cái vui vẻ như trút được gánh nặng, ánh mắt vô cùng quỷ dị, dường như muốn khóc, lại tự hồ muốn cười. Đúng lúc này, Hồng Thư đột nhiên mở miệng. "Các ngươi có ý tứ gì?" Lời này vừa nói ra, đám người theo bản năng nằm miệng, nhìn về phía Hồng Thư. Hồng Thư ngẩng đầu lên, ánh mắt như điện đảo qua tất cả mọi người mặt, tiếp đó thấp mấy phần tà hỏng cười nói: làm gì? thật coi lão nương tốt tính a, à? thật coi lão nương là thằng ngốc a. À? Đại bá thấy đây, thấp giọng quát lớn. Em dâu, chú ý một chút, ngươi làm sao nói đây? Hồng thư trừng mắt liếc rất ít nói chuyện, nhưng mà vừa mở miệng chính là can ngăn lại đại bá, tức giận nói. Lăng ngươi đại gia. Đại bá nhất thời bị chửi choáng váng, nhiều năm như vậy, mọi người đối với hồng thư ấn tượng đều là, tuy là hồng thư rất cường thế nhưng mà đối với người trong nhà, vẫn là rất dễ bắt nạt. Ngày hôm nay đột nhiên nổi khùng, thậm chí từ trước tới nay rất tôn trọng đại bá Hồng Thư, thậm chí ngay cả hắn đều mắng, hắn làm sao chịu được. Đại bá vẻ mặt đen nhánh nhìn chầm chầm Hồng Thư nói. Ngươi quá đáng. Hồng Thư chống nạnh mà đứng, ha ha cười nói. Quá phận. Lão nương nhìn các ngươi nhiều năm như vậy, các ngươi thật sự cho rằng lão nương dễ ức hiếp a à, cũng không hỏi xem người trong thôn người nào thương mại dám khi dễ ta nói xong hồng thư chỉ vào tất cả mọi người từng chữ nói ra mà nói thật coi ta ngu a à, trước kia các ngươi cũng liền bắt nạt bên dưới ta chiếm nhà ta chút lợi lộc ta đọc lấy trượng phu ta tình cảm cố gắng duy trì lấy quan hệ lẫn nhau cho nên mới tùy theo các ngươi người nào chiếm tiện nghi của ngươi chớ có nói hưu nói vượng Tam bá nói. Hồng thư trừng mắt liếc tam bá, sau đó nói. Đến nhà ta ăn một bữa cơm, thời điểm ra đi thuận đi một con gà chính là ngươi a. À. Thường thường mang theo mấy cái nát táo đến nhà ta đến, thời điểm ra đi đào ta rưỡi vườn món ăn là ngươi đi. Lão gia tử ở thời điểm, ngươi một năm không quay về mấy lần, đều là ta trở về chăm sóc, ngươi lại tại bên ngoài nói ta bất chấp nhà, không sai a. À. Lão gia tử ngừng trệ về sau, là ta tay phân tay nước tiểu hầu hạ ngươi đang làm gì ngày ngày nói mang hài tử vất vả tới không được lão nương liền không có hài tử a à? lão gia tử thời điểm ra đi đưa tan tiền ta ra hơn phân nữa mấy người các ngươi đây từng cái tại cái kia giả nghèo giả ngu thật đến đưa tan thời điểm từng cái lại chạy đến giả bộ hiếu tử hiền tôn quỳ xuống đất khóc ròng ròng giả khóc ngất giả bộ đau khổ cả đám đều tốt hành động a à? mà ta đây Ta thương mại ban ngày chiếu cố khách khứa, ban đêm giúp việc bếp nút làm đồ ăn, nửa đêm thủ linh đường. Kết quả đây. Kết quả các ngươi đối ngoại nói, tiền là các ngươi ra, các ngươi hiếu thuận, ta chính là cái ăn chực. Thật coi ta không biết a. À. Hồng Thư từng cái vấn đề nói ra, tất cả mọi người mặt đều trở nên khó coi. Hồng Thư từng bước một tiếng lên, từng nhà chỉ vào cái mũi mắng. Ngươi. Mỗi lần đều can ngăn lại. Ngươi, phẫn nộ làm gì? Nhà ngươi gà mái đẻ trứng cũng phải gọi lão nương đi theo lễ, con của ta học lên, ngươi nói ngươi đau bụng tới không được. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 86 Người nào đánh? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 87 Người nào đánh? không phù hợp Đại Ma Vương Nhất Mộng Hoàng Lương 2042 tự 2019. 07, 10.13.00 Đám người rất muốn cãi lại đôi câu, thế nhưng Hồng Tỷ nổi khùng về sau, nói chuyện liền cùng súng máy giống như, hơn nữa mỗi một súng trúng vào chỗ yếu, đánh bọn họ không hề có lực hoàn thủ. Thấy cảnh này, hắc liên cái cầm đều nhanh đi trên đất, không ngừng dùng khuỷu tay gánh giang ly, thấp giọng nói. Mẹ ngươi thật mạnh mẽ a à. Ngươi không phải nói nàng muốn duy trì quan hệ, nuốt giận a, à, ngày hôm nay thế nào mạnh như vậy." Giang Ly cũng là một bụng nghi hoặc, thầm nói, "Ta cũng không biết nàng ngày hôm nay chuyện ra sao a, à, chuẩn xác mà nói, hai ngày này nàng biểu hiện đều có chút khác thường. Nếu không phải mắng người khí thế giống nhau như đúc, ta đều tưởng rằng người khác giả mạo." Hồng Tỷ mắng cuối cùng, vùng tất cả mọi người nói, "Đừng thương mại được đà lấn tới, lão nương cho các ngươi bắt nạt vậy thì thôi." ngày hôm nay còn dám bắt nạt con của ta đừng cho là ta không biết không phải là bởi vì ta con trai một mực so nhà các ngươi hài tử học giỏi trong bụng tức giận a à. thế nào gia nhập cái thủ hộ giả tổ chức trại tân binh liền tự cho là đúng bắt đầu đắc ý muốn giẫm con của ta tìm tồn tại cảm ta nói cho các ngươi biết thủ hộ giả tổ chức trại tân binh tại lão nương trong mắt chó má không phải lời này vừa nói ra toàn trường khiếp sợ. Thủ hộ giả tổ chức có thể nói là trái đất cao nhất sức chiến đấu, cũng là tinh anh nhất tổ chức, áp đảo tất cả trên chức nghiệp đỉnh cao chức nghiệp. Như vậy tổ chức, hồng tỷ vậy mà nói cho má không phải. Vô tri. Ngạo mạn Lý Thành dậm chân một cái, ầm một tiếng, mặt đất đều xuất hiện vết trạng, phẫn nộ hét. Giang Ly vừa nhìn, mí mắt vừa nhất, đang muốn làm cái gì? chỉ thấy hồng tỷ một cái đi nhanh đi tới, giơ tay lên chính là một bàn tay, tốc độ cực nhanh, lý thành thậm chí liền cơ hội phản ứng đều không có, bộc một tiếng bị đánh tại chỗ xoay ba vòng, đặt mông ngồi trên mặt đất. tam bá thấy đây, a kêu lên một tiếng, chỉ vào hồng tỷ tức giận nói: hồ tiểu hồng, ngươi quá phận. p e mấy ngày này đang không biết để hồng tỷ hay hồng thư, không biết là gọi tên hay gì. sau chương này chuyển về hồng tỷ vì tên thật đã xác định được rồi. Hồng tỷ xì một tiếng khinh miệt nói. Lão nương quá phận. Tiểu tử thối dám mắng trưởng bối, ngươi đi hỏi một chút thiên hạ này người, một tác này có đáng đánh hay không? Tam bá phòng má, muốn tranh biện, nhưng lại không thể nào tranh luận. Dù sao, đạo lý kia quá đơn giản, vãn bối chửi trưởng bối, đáng đời bị đánh. Cúc mẹ mày đi, lão tử cùng các ngươi không phải cùng loại người ta là tương lai thủ hộ giả ta là siêu phạm thoát tục tồn tại các ngươi những này đáng chết người bình thường dựa vào cái gì coi ta trưởng bối ta tương lai vô tận tiềm lực vô tận ta là tương lai thần ngươi dám đánh ta lý thành trong tiếng gầm rống tức giận đột nhiên bạo khởi vùng lên nắm đấm liền đánh về phía hồng tỷ đúng lúc này một cái bàn chân lớn đối diện đạp đến trực tiếp đá vào lý thành trên mặt chỉ nghe bành một tiếng một bóng người như là như đạn pháo, bay ngược mà quay về, trong nháy mắt theo cửa chính bay ra ngoài, bành một tiếng đập vào cổng chiếc xe kia trên cửa xe. Toàn bộ cửa xe đều móp méo đi vào. Thấy cảnh này, đám người trợn tròn mắt. Bọn họ căn bản là không có cách tiếp nhận, một cái thủ hộ giả tân binh lại bị người bình thường một chân đạp bay sự thật. Lại nhìn đạp người người, từng cái trong mắt đều nhanh trợn lồi ra động thủ dĩ nhiên là trong con mắt của bọn họ cặn bã gian Ly. gian Ly chậm rãi thu về chân gãi gãi đầu một mặt muốn ăn đòn hình dáng nói ai nha không muốn ý tứ đem tương lai thần suýt chút nữa đá thăng thiên ha cái này làm sao có thể lý thành thế nhưng là tu luyện qua hắn nhưng là thủ hộ giả tổ chức trại tân binh người a không phải ta mắt của ta hoa a cái này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? À? Con trai. Tam Bá lấy lại tinh thần, khóc lớn chạy vừa ra ngoài. Tam Bá phụ muốn nói cái gì lời hung ác, kết quả vừa nhìn phía trước hai cái này cười tủm tỉm nhìn hắn, phản phất tại nói, "Tới a, à, đồng thủ a, à, chúng ta bảo đảm đánh trả mẹ con." Nhìn lại mình một chút con trai bị đạp cái kia đức hạnh, Tam Bá phụ hừ một tiếng, xoay người ra ngoài kiểm tra Lý Thành thương đi. Hồng Tỷ thấy đây, cắt một tiếng, khinh thường nói. Thật sợ, liền cái này, còn nam nhân. Giang Ly lại gần nói. Cái kia là nam nhân. Hồng tỷ một thanh ông lấy Giang Ly bả vai, kiêu ngạo mà nói. Biết bảo vệ mẹ thằng nhóc con mới là thật đàn ông. Giang Ly cười. Nhưng mà sau một khắc Giang Ly liền bị Hồng tỷ dùng cánh tay kẹp lấy cái cổ, kẹt tại nách phía dưới, Hồng tỷ một cái tay khác siết chặt nắm đấm vặn lấy Giang Ly da đầu, hung ác nói. Tiểu tử ngươi có thể a, khí lực không nhỏ a, tu luyện a. Thành tinh a đều biết ẩn giấu đi a, đều không cùng trong nhà báo cáo chuẩn bị a. Giang Ly trong tiếng kêu thảm nói, "Ai ai ai, mẹ, mẹ." Nhẹ một chút, đau, đau đau. Hắc Liên đứng tại bên cạnh, nhìn một màn này, một mặt vẻ mờ mịt, thầm nói, "Xem không hiểu a." Một cái nhìn hung ác lại vô dụng lực một cái da dày thịt béo lại một mực hô hào đau, đây rốt cuộc là cái gì trò chơi? Tránh ra. Gầm lên giận dữ vang lên. Ta liều mạng với các ngươi. Lý Thành nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn xông lên, đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Dừng tay. Tiếp lấy một cái hán tử khôi ngô xuất hiện tại cửa ra vào kéo lại Lý Thành. Lý Thành tức giận nói. Thả ta ra. Hô xong, Lý Thành mới nhìn rõ ràng kéo hắn người khuôn mặt, cái này vừa nhìn, sợ hết hồn, vội vàng cúi đầu nói. Huấn luyện viên Lý Thành cha mẹ nhìn thấy cái này hán tử mặt đen cũng sợ hết hồn, bởi vì Lý Thành sợ dĩ có thể đi vào thủ hộ giả tổ chức trại tân binh, cũng là bởi vì cái này hán tử mặt đen. Hắn chính là Lý Thành sư phụ, vệ lâm. Không có vệ lâm dạy dỗ, hắn hiện tại vẫn như cũ chỉ là một cái người làm công. Vệ lâm cao mày nói. Người đang làm gì? Theo sau vệ Lâm thấy được Lý Thành Hầu như bẹp đi xuống cái mũi, sưng lên nửa bên mặt, cùng với trũng đi xuống cửa xe về sau, trong mắt lóe lên lau một cái sắc bén. Ai làm? Ta. Hai thanh âm đồng thời vang lên. Vệ Lâm nghe xong, đột nhiên xoay người, kết quả là nhìn thấy một nam một nữ đồng thời duỗi cổ, la hét, phản phất sợ hắn nhận lầm người giống như. Tiểu tử thối, ai bảo ngươi nói chuyện? Một bên đợi đi." Hồng Tỷ nói. Giang Ly xem thường mà nói: "Hiện tại cha không ở nhà, ta là nhà ta nam nhân, loại sự tình này đương nhiên là ta lên." Hồng Tỷ vặn lấy Giang Ly lỗ tai nói: "Ai nha, tiểu tử ngươi cánh cứng cáp rồi đúng hay không? Dám tranh cãi đúng hay không? Hai tử đều không có đây, ngươi còn không biết xấu hổ nói với ta ngươi là nam nhân." Giang Ly nghe nói như thế, không còn gì để nói có phải là nam nhân hay không cùng có hay không hài tử có cộng lông quan hệ a à? Vệ lâm nhìn trước mắt hai mẹ con này tại vậy ngươi một lời không một ngữ, hoàn toàn không để mắt đến hắn tồn tại về sau, nhất thời phát hỏa. Ngậm miệng. Giang ly cùng hồng tỷ sững sờ, theo sau đồng thời xoay người, nhìn chầm chầm vệ lâm, trăm miệng một lời mà nói. Ngươi nhà mới ngậm miệng. Vệ lâm tức giận nói. Đến cùng là ai làm? Giang Ly cùng Hồng Tỷ đồng thời chỉ mình. Ta. Tiếp đó hai người nhìn nhau về sau, đồng thời hướng về phía vệ lâm vung tay lên nói. Được rồi, ngươi trước đừng hỏi nữa, chờ chúng ta thỏa đàm, sẽ nói cho ngươi biết. Tiếp đó hai người lại bắt đầu tranh đoạt người nào đánh lý thành cái vấn đề này. Đinh. Quán hận từ 50. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 87 về sau thường tới A. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 88 Về sau thường tới A không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 1991 tự 2019. 07, 10, 13, 05 vệ lâm mặt càng đen hơn. Hắn đi lại thiên hại nhiều năm như vậy, bị như vậy bỏ qua, vẫn là lần thứ nhất. Hoặc là nói, đây cũng không phải là bỏ qua, đây là trần trụi đùa giỡn. Lý Thành tiến lên phía trước nói. Huấn luyện viên, bọn họ đây là không có đem ngươi coi ra gì a? À? Vệ lâm gật gật đầu tiến lên một bước, vén tay áo lên, lạnh lùng nói. Không cần tranh giành, các ngươi cùng đi đi. Âm âm âm. Đúng lúc này, một hồi máy bay trực thăng tiếng nổ vang lên, máy bay trực thăng âm thanh trong nháy mắt che giấu vệ lâm âm thanh. Giang Ly tò mò hỏi. Ngươi nói cái gì? Vệ lâm vừa muốn mở miệng, theo sau lông mày khóa lại, bởi vì trên trời máy bay trực thăng rõ ràng là thủ hộ giả tổ chức quan phương máy bay. Quan phương tới, vệ lâm tự nhiên không dám lỗ mãn, không quá đệ tử tại bên cạnh, hắn vẫn là nói một câu. Ta nói. Không đợi vệ lâm nói chuyện, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng thắng xe chói tai, tiếp lấy mấy đạo nhân ảnh nối đuôi nhau mà vào. Giang Ly nhìn mấy người này, chỉ cảm thấy khá quen. Không đợi Giang Ly nhận ra, vệ lâm kinh ngạc nói hổ lý thành cũng sợ hết hồn theo sau chính là một hồi tiểu kích động tam bá tò mò hỏi bọn họ là lý thành kích động nói đều là lông hổ công ty bảo an người ta nói với các ngươi qua tại tiêu tương một vùng nắm giữ đối kháng ác ma lực lượng tổ chức một cái là thủ hộ giả tổ chức một cái khác chính là lông hổ công ty bảo an sư phụ ta chính là long hổ công ty bảo an công việc bên ngoài nhân viên mà những này thì là long hổ công ty bảo an tiêu tương phân bộ nhân viên cao tầng gần với hạch tâm tầng lý thành mẹ kích động nói đây chẳng phải là nói bọn họ so sư phụ ngươi còn lợi hại hơn lý thành kích động gật đầu nói đương nhiên hơn nữa lợi hại nhiều lắm mấy người này mới là chân chính thực quyền phái thực lực phái lý thành cha tò mò mà nói Bọn họ tới đây làm gì?" Lý Thành hơi ngửa đầu, kiêu ngạo mà nói. "Khẳng định là sư phụ mặt mũi, đoán chừng là tới tham gia ta gia nhập thủ hộ giả tổ chức Yến Thỉnh đi. Chỉ là không nghĩ tới, vậy mà lại đến như vậy nhiều cao tầng." Càng nói Lý Thành càng kích động, đồng thời mang theo vài phần giữ tận nhìn Giang Ly, phản phất tại nói, "Thấy được a, à, đây là ta lực ảnh hưởng. Đây là ngươi cùng ta chênh lệch, người lợi hại như vậy đều tới tham gia ta mở tiệc chiêu đãi." ngươi được sao? Giang Ly nhìn Lý Thành cái kia đắc ý, kiêu ngạo, đắc ý ánh mắt, nhất thời vui vẻ. Người tới chính là Long Hổ công ty Bảo An Hổ, tóc vàng, mô xì găng, tráng hán, mập lùn năm người. Hổ cũng không nghĩ tới tại đây sẽ đụng phải vệ lâm, kinh ngạc nói. Vệ lâm. Ngươi làm sao tại đây a? À? ngươi biết Giang Ly Đại Nhân. Giang Ly Đại Nhân. Vệ lâm cái kia đen nhánh trên mặt nhất thời nhiều hơn mấy phần trắng ý hổ không gì sánh được sùng bái cùng cảm kích nói ngày hôm nay ngu hoàng sơn một trận chiến nếu không phải giang ly đại nhân tại trác lão đại cùng chúng ta đều phải chết chúng ta may mắn không bị quá lớn thương không quá trác lão đại nhập viện rồi nhờ chúng ta mấy ca tới cảm ơn một chút giang ly đại nhân không phải sao ngựa không ngừng vó lái xe tới ai ngươi làm sao tại đây a à? vậy lâm mặt càng trắng hơn bờ môi có chút phát tím Rung rẩy mà nói. Cái kia. Ta. Ừm. Hổ là cái nhanh trí gia hỏa, nhìn đến đây, nhìn lại một chút lý thành đám người, hé mắt nói. Vệ lâm, giang ly đại nhân là của chúng ta ân nhân cứu mạng, ngươi đây là. Tới gây chuyện. Vệ lâm liền vội vàng lắc đầu nói. Không không không. Không có. Tuy là đều là phá kén cấp, nhưng mà phá kén cấp cũng là có xếp hạng, hổ, tóc vàng mô xì găng đầu mấy người xếp hạng xa xa tại vệ lâm phía trước trên thực lực chênh lệch địa vị chênh lệch để vệ lâm căn bản không dám đắc tội hổ huống chi hổ sau lưng còn có một cái trác lôi vệ lâm giờ này khắc này chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô đầu vang lên ong ong không biết nên như thế nào cho phải bên trên lý thành mấy người cũng trợn tròn mắt trước một khắc còn tưởng rằng là tới tham gia bản thân yến thỉnh sau một khắc mới phát hiện cái này hình như là cho mình đưa ma. Nhất thời Lý Thành sắc mặt huyết sắc hoàn toàn không có, bất quá vẫn là nói thầm mà nói. Cái này, không có khả năng, Giang Ly làm sao lại quen biết những này tôn quý người. Đây tuyệt đối không có khả năng, nhất định là cái hiểu lầm. Đúng lúc này, máy bay trực thăng tới, chậm rãi hạ xuống, phía trên nhảy xuống một bóng người, rõ ràng là. Siêu phàm cấp, tiêu tương một vùng bài danh thứ ba thiên hạt ma vũ. Vũ Dưỡng Thanh. Vệ Lâm theo bản năng kêu lên. Vũ Dưỡng Thanh nghe được có người nhận ra bản thân, liếc qua Vệ Lâm, không quá căn bản không có phản ứng Vệ Lâm ý tứ, ngược lại đối Giang Ly nhếch miệng cười nói. Giang Ly, lại gặp mặt. Giang Ly thì một mặt nhức đầu nói. Bám dai như đĩa A. Đinh. oán hận từ một trăm. đùng, Hồng tỉ một cái tác mạnh đập vào Giang Ly trên đầu, đem giang ly đập bay trên mặt đất, tiếp đó thuận thế một chân dẫm tại giang ly trên lưng, mắng. Làm sao cùng nữ hài tử nói chuyện đây? Giang ly khó khăn ngẩng đầu lên nói, mẹ, ta có nữ. Hồng tỷ đột nhiên ngồi sống người xuống, nắm lại giang ly miệng, nhỏ giọng nói, ta cũng không nói bảo ngươi của nàng a, nhưng mà đối nữ hài tử thân sĩ điểm, tiểu ninh nhìn cũng thoải mái, hiểu không? Hơn nữa ta cảm thấy nha đầu này cũng không tệ a à, bả vai hẹp xương hông rộng vừa nhìn chính là sinh con trai nguyên liệu giang ly hồng tỷ thanh âm không lớn nhưng mà ở đây cũng không có mấy cái người bình thường đặc biệt là vũ dưỡng thanh xem như phi hành cao thủ thính lực thị lực đều là nhất đẳng tự nhiên cũng nghe rõ ràng nhất thời vũ dưỡng thanh khuôn mặt một mảnh đỏ bừng không đợi bên này nói dứt lời đây lại một đạo thân ảnh theo trên máy bay nhảy xuống tới. Giang Ly, lần đầu tiên tới nhà ngươi, chúng ta không có gì tốt đưa, ta cùng A Thanh đại tới hai cái bình 100 năm trước nữ nhi hồng, không chê A. Đang khi nói chuyện, nam tử đưa tới hai cái bình rượu. Giang Ly ánh mắt sáng lên, lập tức bò dậy, cười nói. Quá khách khí, về sau thường tới ha. Vũ Dưỡng Thanh nhìn trước mắt cái này trở mặt cùng nói đùa giống như gia hỏa, nhất thời mặt mò tối sầm lại thầm nghĩ như vậy liền giải quyết sớm biết đơn giản như vậy ta trước đó phí cái gì sức lực a trực tiếp đưa chút lễ chẳng phải xong rồi nhìn thấy mang bình rượu nam tử vệ lâm khó khăn nuốt nước bọt lại là một câu đều nói không đi ra lý thành càng là toàn thân run rẩy tự lẩm bẩm thương thiên chi thụ trình thụ năm nay có khả năng nhất tấn cấp trấn áp cấp trở thành tiêu tương một vùng cự đầu tồn tại. Lý Thành cha mẹ cũng là toàn thân rét trung, dù sao trình thụ cùng người khác khác biệt, tên này thế nhưng là lên nhiều lần TV, tuyệt đối danh nhân, mọi người muốn không biết cũng khó khăn. Suy nghĩ một chút trình thụ cái kia hung hãn chiến tích, người ở chỗ này, liền xem như thằng ngốc đều biết trình thụ địa vị cao bao nhiêu. Mà lúc này giờ phút này, trình thụ lại phải dựa vào tặng quà mới có thể đi vào gian ly cửa chính, cái kia gian ly. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 88 Chơi mở A Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 89 Chơi mở A không phù hợp Đại Ma Vương Nhất Mộng Hoàng Lương 2134 từ 2019. 07-11-12.22 Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly Đại Bá, nhị bá hai gia đình người trực tiếp lui về sau đến mấy mét kéo ra cùng Lý Thành cả nhà khoảng cách, tự hồ tại cùng bọn hắn gia phủi sạch quan hệ. Thấy cảnh này, Giang Ly bất đắc dĩ lắc đầu, đối với loại người này, hắn đã chẳng thèm nói cái gì. Bà Mai thì không chút khách khí nói. Lão tử ngươi như vậy dũng mãnh gia hỏa, tại sao có thể có nhiều như vậy đồ bỏ đi huynh đệ? Đại bá, nhị bá, tam bá mặt nhất thời mặt đỏ lên, nhìn nhau, đi nhanh lên. Lý Thành đám người vừa nhìn, cũng không dám đợi tiếp nữa, đang chuẩn bị chạy trốn đây. Hổ đột nhiên âm dương quái khí nói. Vệ lâm, tiểu tử kia người nào a? À? Nghe nói như thế, Lý Thành theo bản năng ngừng lại, dù sao, khả năng này muốn nhốt hệ đến tương lai mình vận mệnh. Vệ lâm trên mặt đều là mồ hôi lạnh, bất quá hắn cũng rõ ràng, hiện tại chính là chết đạo hữu không chết bần đạo thời điểm, ngay sau đó lập tức nói. Ven đường nhặt, dạy bảo chút ý kia phản phất là đang nói, ven đường nhặt được con chó, tùy ý dương lên, cắn người cũng cùng ta không có gì quan hệ. Hổ nói. Nha. Vệ Lâm lập tức nói. Bất quá hắn hiện tại vào thủ hộ giả tổ chức trại tân binh. Nói xong, vệ Lâm nhìn về phía trình thụ bọn họ. Trình thụ nhất thời vui vẻ, hướng về phía Vũ Dưỡng Thanh nháy mắt ra hiệu vài cái. Vũ Dưỡng Thanh lập tức lấy ra điện thoại, bấm mã số, cái miệng liền nói, "Lão Kim, các ngươi trại Tân binh thu người hiện tại cũng cái gì tiêu chuẩn a, cái gì?" "Không thay đổi." "Không thay đổi vì sao còn có vớ va vớ vẫn tiến vào?" Một cái gọi Lý Thành tiểu tử, còn không có như thế nào đây, đã bắt đầu học được dùng thân phận bắt nạt người. Cái này nếu là vào thủ hộ giả tổ chức, ngươi mặc mò đoán chừng mấy ngày liền vứt sạch a. "Không cần cảm ơn, ta chính là nói với ngươi một tiếng." Đi ta còn có việc, cúp máy. Nghe nói như thế, Lý Thành sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệt, tiếp lấy hắn liền nhận được một cái tin nhắn báo tin, mở ra xem, phía trên rõ ràng là Trại Tân Binh báo tin, ngươi bị khai trừ. Âm. Lý Thành chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng nổ vang, cả người đều đứng không yên, tiếp đó buồn từ tâm tới, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất liền gào khóc lên. Hồng Tỷ thấy đây, lắc lắc đầu nói sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đâu? Lý Thành đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chầm chầm Giang Ly, tiếp đó đột nhiên nhạo tới, ông Giang Ly bắp đùi khóc tròng nói. Giang Ly ta sai rồi, ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, ta. Bành. Giang Ly vừa nhấc chân, Lý Thành hóa thành một đạo bóng đen bay qua đầu tường. Tiếp đó Giang Ly vỗ vỗ trên đùi nếp nhăn nói. Thật là, coi ta là thánh mẫu thằng ngốc A, làm nhục ai đây? vệ lâm đứng tại chỗ, nhìn một chút hổ đám người, không biết mình là nên đi, hay là nên ở lại xuống. Lúc này, Giang Ly ha ha nói. Ngươi vừa mới nói cái gì tới? Chính là máy bay tới thời điểm. Vệ lâm nghĩ đến bản thân muốn một cái đơn đấu Giang Ly cha mẹ cảnh tượng, nhất thời mặt mo đỏ như mông khỉ. Giang Ly thấy này cười ha ha một tiếng, xoay người rời đi. Hổ thấy đây, vẻ mặt âm trầm đối vệ lâm nói. Còn chưa cút. Vệ Lâm xoay người chạy, hổ đám người nhìn nhau, đi vào Giang Ly phía trước, há hốc mồm cũng không biết nên nói cái gì. Giang Ly không quan trọng mà nói, được rồi, cũng không phải lỗi của các ngươi, đừng một bộ tội nghiệp bộ dạng. Cái kia cái gì? Trình Thù bọn họ mang lễ vật tới, các ngươi sẽ không tay không tới a? À? Găng nghe xong, vội vàng nói, có, có có, ta cái này đi lấy, không bao lâu. Mosigan, tóc vàng đám người liền bao lớn bao nhỏ mang theo một đống đồ vật tới. Đồ vật trọn vẹn đóng một đống nhỏ, nhìn Hồng Tỷ đều có chút xấu hổ. Giang Ly cũng không khách khí, trực tiếp thu hết. Sau đó gọi lấy mọi người tại nhà hắn ăn cơm trưa, mọi người cũng vui vẻ a lưu lại. Giang Ly, đi đem Tiểu Ninh cũng gọi xuống, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Hồng Tỷ nói, Giang Ly ai một tiếng đi lên lầu. Không bao lâu đồ ăn dân đủ, đám người nhao nhao ngồi vào chỗ, hồng tỷ trực tiếp mang một cái đại chỏ tới, hướng trên mặt bàn một phương, xốc lên nắp nồi, nóng hôi hổi bên trong một mâm lớn thịt chưng đặt ở bên trong, cười nói. Nông thôn, không có gì ăn ngon, mọi người đừng khách khí ha. Đám người ngược lại cũng không khách khí, nhao nhao đưa đũa, theo sau khen ngợi âm thanh không dứt bên tai. Giang Ly ăn một miếng, thịt này chất căng mịn, cùng bình thường ăn không giống nhau lắm. Giang Ly tò mò hỏi Hồng Tỷ, "Mẹ, cái này cái gì thịt a, à, ăn rất ngon a." À? Hồng Tỷ khà khà nói, "Thịt lừa, thịt lừa ha." Giang Ly hiểu rất rõ bản thân mẹ, Hồng Tỷ vẻ mặt này đã nói rõ tất cả. Chẳng qua mọi người tại tràng, Giang Ly cũng không tốt nói thẳng ra, đành phải cười khang một tiếng để mọi người ăn nhiều một chút. Cơm nước no nê, đám người bắt đầu trò chuyện lên việc nhà chẳng qua nhiều nhất vẫn là trình thụ bọn họ tại cái kia thổi ngưu bức, giải thích bản thân đánh vết ác ma chuyện xưa. Hổ đám người nghe là nồng nhiệt, chẳng qua xương lông lại là nghe rung lẫy bẫy. Lúc chiều trình thụ bọn họ liền vào núi rừng đi tìm kiếm ác ma tung tích, tuy là hồng tỷ nhiều lần nói không cần tìm, nhưng mà bọn họ chỗ chức trách, vẫn là đi. Hổ đám người cáo từ rời đi. Đến ban đêm, Giang Ly hoàn toàn không ngủ được, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng khó nhịn, làm sao nằm đều khó chịu. Đối diện xương lông cũng ngủ không được, tại cái kia một mực lau mồ hôi, hô hấp đều phát ra thở hổn hển thở hổn hển âm thanh. Nhìn Giang Ly theo bản năng nhất nhất quần. Giang Ly thấy đây, bất đắc dĩ nói. Nếu không, đi tắm, mát mẻ mát mẻ. Sương Long ừ một tiếng về sau, hai người lập tức thẳng đến lân cận sông nhỏ đi. Hồng tỷ ngồi tại trên ban công, thấy cảnh này, một mặt vui mừng thêm cười xấu xa mà nói. Người trẻ tuổi chơi chính là mở. Kha kha. Đến bờ sông nhỏ, Giang Ly không nói hai lời trực tiếp nhảy trong nước đi, hết cách rồi, thân thể thực sự quá khô nóng. Xương lông cũng gần như, phù phù một tiếng liền rơi vào Giang Ly bên cạnh. Giang Ly nhìn xương lông khí tức kia không ổn định bộ dạng, kha kha nói. Nhìn như vậy đến, các ngươi ác ma cùng chúng ta nhân loại không có gì khác nhau à. Ăn con lừa tiên cũng bành trướng rất a. À. Sương Long Nguyên bản nhắm mắt lại tựa vào trên tảng đá hưởng thụ lấy mát mẻ đây, kết quả nghe xong lời này, nhất thời sợ run cả người. Hốt hoảng nhìn Giang Ly. Giang Ly vung tay lên nói: "Đừng kích động, ta muốn giết ngươi đã sớm động thủ." Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi biết ta. Sương Long nghe nói như thế, vẻ mặt hơi dễ nhìn chút, bất quá vẫn là hỏi: Ngươi làm thế nào thấy được ta là ác ma?" Giang Ly cười nói, "Quá đơn giản, ngươi toàn thân đều là sơ hở, dù sao thấy thế nào đều không giống như là một cái bình thường tại đây xã hội sinh hoạt chừng 20 năm người. Nếu không giống người, đó chính là ác ma đi." Sương Long khẩn trương nói. "Ngươi không giết ta." Giang Ly nói. "Tạm thời không hứng thú, ta chỉ đối làm càng ác ma có hứng thú. Nếu không ngươi cũng làm âm ĩ một chút học những cái kia đại gia hỏa đồng dạng rống bên trên hai cổ hồng phá cái nhà cái gì xương long liền vội vàng lắc đầu nói ta đối sách nhà không hứng thú ta chỉ muốn yên tĩnh hòa vào xã hội này chính giữa chúng ta ác ma thế giới ngày ngày đều đang đánh nhau ta đã sớm đánh đủ ta thích cái này cảm giác mỗi ngày chỉ cần ăn uống no đủ ngay người liền tốt Giang Ly hai mắt khẽ đảo nói. Ngươi cảm thấy tốt, đó là bởi vì hiện tại là ta tại nuôi ngươi. Chờ ngươi một người thời điểm, liền biết vì sao kêu kiếm tiền khó khăn. Bất quá, ngươi đến cùng lúc nào quen biết ta sao? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 89 Đục núi ma Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 90 Đục núi ma Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2074 từ 2019 07 11 18.00 xương long suy nghĩ một chút, cuối cùng thẳng thắn nói Ta Chính là ngươi một quyền đấm chết con rắn kia Giang ly ồ một tiếng, theo sau đột nhiên đứng lên, là lên cái gì? Cái gì? Ngươi là mấy ức? Sương Long ngạc nhiên, chỉ mình nói. Ta tên Sương Long không gọi mấy ức. Giang Ly trừng trừng nhìn chầm chầm xương lông, ánh mắt lấp lánh nhìn chầm chầm xương lông, liếm môi nói. Ngươi biết không? Ngươi bây giờ giá trị bản thân là mấy ức, giết ngươi ta liền phát tài. Xương lông sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Chẳng qua theo sau Giang Ly đặt mông ngồi trong nước, thở dài nói. Đáng tiếc, hai ngày này thân quen, có chút không xuống tay được a. À? Được rồi, trước nuôi ngươi một hồi, coi như tiền tiết kiệm. Ngươi nếu là chơi đùa lung tung, ta liền nâng hiện tại, ngươi không có ý kiến a? À? Sương Long, Sương Long có thế có ý kiến gì? Ngắn mũi ở chung về sau, hắn cũng phát hiện, Giang Ly Quen biết hắn những cái kia Đại Ma Vương cao thủ khác biệt, đây là một cái ngươi không chọc hắn, liền người hiền lành, mỗi ngày Phật hệ, làm biến ngoài người về phía trước ngoài người về phía trước gia hỏa. Từ khi gặp được Giang Ly về sau, là hắn biết thế giới này cũng không an toàn hắn không cách nào làm được hoành hành vô kỵ. Cho nên, hòa vào xã hội, cậu thả trong góc, mỗi ngày ăn ăn uống uống rất tốt, hoàn toàn không cần thiết đi tìm đường chết. Nhưng mà hắn tiên thiên không đủ, dẫn đến trên người hắn sơ hở rất nhiều, lại thế nào cố gắng đi chứa người, cũng sẽ có lộ tẩy thời điểm. Lúc này có một cao thủ, có thế lực gia hỏa giúp mình che giấu, cái kia không thể nghi ngờ là tốt nhất. Giang Ly nếu chịu thu nhận giúp đỡ hắn, Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngay sau đó hắn gật đầu một cái, biểu thị nguyện ý. Hai người tiếp tục tắm. Ở giữa Giang Ly giúp Sương Long phổ cập khoa học một chút tiền tác dụng, cùng với hiện tại hai người đều là quỷ nghèo quẩn cảnh. Đúng lúc này, Sương Long bỗng nhiên nói: "Ác ma rất đáng tiền a." À? Giang Ly gật đầu nói: "Đáng giá a, à, thế nào?" Sương Long suy nghĩ một chút về sau, nói: ngươi chịu giúp ta, ta cũng nên làm chút gì đó báo đáp ngươi mới tốt. Trước đó ta nhận được một phong ác ma thư, tin chủ nhân là một đầu so ta sớm hơn bước vào hồng sắc thiên tai đẳng cấp ác ma, hắn gọi thổ hoàng, mệnh danh đại địa vị trí, lực lượng vô tận vu mặt đất. Ta chưa thấy qua hắn, nhưng mà nghe người ta nói, hắn đã từng một tay đập chết qua một đầu ý đồ cùng hắn tranh đoạt khu vực chi vương hồng sắc thiên tai đẳng cấp ác ma. Giang Ly nghe xong, kinh ngạc nói, một bàn tay đập chết. Sương Long gật đầu. "Là một bàn tay đập chết, hắn là ta đã thấy tất cả ác ma bên trong, cường đại nhất ác ma. Cũng là bởi vì sự xuất hiện của hắn, để cho ta từ bỏ làm cái khu vực vương suy nghĩ, chuẩn bị mai danh ẩn tích thành thành thật thật sinh hoạt. Hắn thật rất mạnh, rất mạnh." Giang Ly hé mắt nói. "Không chỉ có mạnh." Sương Long nghi hoặc nhìn Giang Ly, nói, "Không chỉ có Giang Ly gật gật đầu, không gì sánh được nghiêm túc nói. Còn rất đắt. Sương Long. Sương Long tiếp tục nói. Hắn gần nhất đang mưu đồ một hồi chiến tranh. Giang Ly nghe xong, con mắt nhất thời sáng lên. Chiến tranh. Cái kia hẳn là có rất nhiều ác ma a. À. Sương Long gật đầu nói. Là, hắn ngay tại kêu gọi tiêu tương, bắt đầu hai cái khu vực tất cả ác ma hướng hắn tập hợp, tiếp đó tập trung hai cái thành thị ác ma nhằm vào một tòa thành thị phát động hủy diệt tính chất công kích. Nhân loại thủ hộ giả tuy là mạnh mẽ, nhưng mà bọn họ quá phân tán, ác ma một khi tập hợp cùng một chỗ, có tính nhắm vào đối phó thủ hộ giả, thủ hộ giả cũng không so với người bình thường khó đối phó bao nhiêu. Giang Ly nghe được cái này, nụ cười dần dần biến mất, bởi vì hắn ý thức được một vấn đề, số lượng địch nhân rất nhiều, hơn nữa sẽ diện tích lớn, nhiều góc độ đồng thời tấn công. Giang Ly tuy là mạnh mẽ, cũng rất khó đồng thời ứng đối nhiều như vậy ác ma, một khi ác ma phát động tấn công, nhất định tạo thành rất nhiều người thương vong. Đây cũng không phải là Giang Ly muốn, hắn chỉ muốn kiếm tiền. Giang Ly sờ lên cầm hỏi, "Biết bọn họ ở đâu tập hợp a?" À? Sương Long lắc đầu nói, "Không biết, trong thư cung cấp vị trí chỉ thị tạm thời báo danh điểm. Tính toán thời gian, chúng ta đã bỏ lỡ thời gian." Giang Ly nghe được cái này, một hồi bất đắc dĩ thở dài, tựa vào trên một tảng đá nói: "Vậy mà bỏ qua, đáng tiếc." Đúng lúc này, nơi núi rừng sâu xa truyền đến từng tiếng gầm thét, dường như có người đang mắng mẹ, mơ hồ bên trong hình như nghe được Giang Ly tên, chẳng qua quá xa nghe không rõ lắm. Giang Ly cũng không có coi ra gì, chỉ coi có người nửa đêm tại phát điên. Chẳng qua rất nhanh, trên núi liền truyền đến thứ gì đục núi âm thanh, đinh đinh đang đang, rất vang ngày thứ hai có người lên núi phát hiện lão núi bức tường bên trên nhiều một mảnh ba chỉ to lỗ sâu cạn không sai biệt lắm hiển nhiên là đồng dạng công cụ đào bới đi ra mọi người nghị luận ầm ĩ thảo luận trên núi có đục tượng ác ma ẩn hiện thậm chí có người gọi điện thoại cho thủ hộ giả tổ chức hy vọng có người có thể lên núi diệt trừ cái này đục tường ma theo sau trên núi vang lên một nam tử tiếng gầm gừ phẫn nộ đục em gái ngươi a đục không có, không nhìn thấy, không biết, chớ nói nữa. Đúng. Trình thù cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn trời, mắng một câu. Giang Ly, cái tên vương bác đảng ngươi. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi một chỗ trong suối nước, Vũ Dưỡng Thanh cũng đang chửi. Giang Ly cái tên vương bác đảng ngươi. Hắc xì. Si. Giang Ly hắt hơi một cái, xoa xoa mũi, chỉ thấy Hồng Tỷ mang theo một cái túi đi ra. Giang Ly tò mò hỏi. Mẹ, ngươi đây là làm gì đi a?" À? Hồng Tỷ nói. "Đi xem một chút ngươi tiểu gia gia, ngươi đi a." À? Tiểu gia gia chính là Giang Ly gia gia đệ đệ, tuổi tác cũng không nhỏ, hơn 70 tuổi, chẳng qua làm người rất hòa thuận, từ nhỏ đã đối Giang Ly bọn họ rất tốt. Giang Ly cả nhà cùng bọn hắn gia đi rất gần. Nguyên bản tiểu gia gia thân thể rất tốt, chẳng qua Giang Ly gia gia đi sau đó, tiểu gia gia liền bắt đầu rầu rĩ không vui thường xuyên không ăn cơm, trong miệng lại nhải lẩm bẩm đọc lấy ca ca. Cuối cùng, chưa tới nửa năm, tiểu gia gia liền bắt đầu lão niên ngu ngốc, ăn uống coi như cũng được, mặt khác cơ bản đều quên, thậm chí người trong nhà cũng không nhận ra. Thường xuyên nhìn hắn tiểu nhi tử Giang Thành lễ hỏi, ngươi là ai a? À? Giang Thành lễ mỗi lần nghe nói như thế, vẻ mặt đều là một mảnh buồn bã, bất quá vẫn là mỗi ngày vô vi bất chí chiếu cố lão gia tử đối với cái này hiếu thuận một nhà, Giang Ly cùng Hồng Tỷ vẫn là rất ưa thích. Cho nên, nghe được muốn đi nhìn tiểu gia gia, Giang Ly lập tức gật đầu, biểu thị muốn đi. Hồng Tỷ hỏi Sương Long, Sương Long nhìn về phía Giang Ly, Giang Ly nói. Người muốn đến thì đến, không muốn đi liền thôi. Sương Long hiện tại rất nhiều thứ cũng đều không hiểu, cũng không muốn thấy quá nhiều người, ngay sau đó chỉ lắc đầu. Hồng Tỷ đối với việc này cũng không cưỡng chế yêu cầu Sương Long thế nào, chỉ là căng dặn xương lông buổi trưa muốn ăn cơm gì gì đó, tiếp đó liền mang Giang Ly đi. Tiểu gia 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 tại một cái khác thôn, cùng lát đá cách hai ngọn núi, vừa đi một lần muốn chừng hai giờ thời gian, cho nên hai người đến vội xuất phát. Đến tiểu gia gia gia, kết quả còn không có vào cửa, chỉ thấy một chiếc xe taxi nhanh như điện chấp đồng dạng lái vào thôn, tiếp đó cửa xe mở ra, một làn da ngâm đen, tóc rối bời nam tử ông một cái bao bố nói dối giống như chạy xuống, một bên chạy một bên gọi chà, người có chắc trai con á, người có chắc trai con á. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 90 Liền gọi Giang Thành lễ A Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 91 Liền gọi Giang Thành lễ A không phù hợp Đại Ma Vương Nhất Mộng Hoàng Lương 2026 tự 2019 07, 12, 12.00 người tới chính là gian gia tiểu thúc gian thành lễ. Gian thành lễ có lẽ quá kích động, thế cho nên căn bản không thấy gian ly cùng hồng tỷ, thẳng đến lấy trong sân ngồi ở kia ngay người lão gia tử liền chạy đi qua, tiếp đó trực tiếp quỳ gối lão gia tử phía trước, kích động nói. Cha, ngươi xem một chút, ngươi có chắc trai nha. Ngươi cho đi lấy cái tên A. À. Thấy cảnh này, Giang Ly cười khổ nói. Thúc thúc đây là cao hứng ngốc hả? lão gia tử đều lão niên ngu ngốc nhiều năm như vậy, nói chuyện đều tốn sức, người đều nhận không ra, còn có thể đặt tên. Hồng tỷ thở dài nói. Cha ngươi năm đó có ngươi thời điểm cũng như vậy, liền cùng trúng số giống như, về sau mới phát hiện, người ta trúng sổ số kiếm tiền, hắn trúng sổ số đền tiền, thua thiệt lớn. Giang Ly Hồng tỷ đối Giang Thành lễ nói. Lão đệ, lão gia tử đều không ghi lại, ngươi để hắn đặt tên, được sao? kết quả tiếng nói mới hạ, từ trước tới nay hai mắt dại ra, cái gì cũng không biết lão gia tử đột nhiên nhìn về phía gian thành lễ trong ngực hài tử, chậm chậm ánh mắt thoáng cái liền sụt sôi hào quang, tiếp đó vỡ ra cái kia đầy miệng, cười. Trong nháy mắt đó, Giang Ly, Hồng Tỷ, Giang Thành Lễ đều trợn tròn mắt. Đã bao nhiêu năm? Từ khi lão gia tử lão niên ngu ngốc về sau, bọn họ liền chưa thấy qua lão gia cười qua tiếp đó lão gia tử run run rẩy rẩy vương hai tay muốn ông tiểu gia hỏa giang thành lễ liền vội vàng đem hài tử đưa tới tiếp đó để cho người ta càng khiếp sợ một màn phát sinh lão gia tử vậy mà như nhặt được chí bảo đồng dạng thuần thục ông tiểu bảo bối cười nói rất dễ nhìn em bé a à, béo trắng về sau liền gọi giang thành lễ đi lời này vừa nói ra giang ly cùng hồng tỷ còn không có phản ứng lại giang thành lễ đột nhiên xoay người sang chỗ khác cao ba thước hán tử, tại chỗ liền khóc, không ngừng lau nước mắt. Từ trước tới nay kiên cường hồng tỷ con mắt cũng đỏ lên, cảm thán nói. Lão gia tử tuy là lão niên ngu ngốc, cái gì đều quên, nhưng mà trong lòng, cuối cùng vẫn là ghi nhớ lấy hắn cái này con độc nhất. Hắn có lẽ quên mất hiện tại, nhưng mà có ít thứ, hắn đời này đều chưa từng quên. Có lẽ, hắn bình thường ngay người thời điểm cũng không phải là thật sự là cái gì đều không muốn ngay người, có lẽ, hắn chỉ là sống ở trong trí nhớ đi. Giang Ly há hốc mồm, cũng không biết nên nói cái gì là được rồi, chỉ cảm thấy mũi ê ẩm, muốn khóc, vừa khóc không đi ra. Hắc Liên đứng tại bên cạnh không lên tiếng, qua hồi lâu mới nói. Ai? Nữ nhân ta không ít, thế nào liền không có hài tử đâu. Hiểu không được loại cảm giác này a. À? Giang Ly liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ. Ngươi lão niên ngu ngốc bên dưới, có lẽ liền có thể cảm thấy. Hắc liên. Hồng tỷ giúp lão gia tử rửa cái chăn cùng đổi lại quần áo, tiện thể lấy thu dọn một chút trong nhà vệ sinh. Cơm trưa là tiểu thúc gian thành lễ làm, tiếc việc là ắt không thể thiếu, nhìn bên trên Hắc liên nước miếng đều chảy ra. Giang ly nhìn cái kia mất mặt bộ dáng, bất đắc dĩ đành phải gấp một chén lớn rau ra ngoài ngồi xổm ở cổng ăn, Hắc liên nhân cơ hội cầm hai cái chân vịt trốn ở một bên ăn đi. Cùng lúc đó, lát đá ngoài thôn. Đáng chết đáng chết gian Ly, ngươi khinh người quá đáng ách. Lý Thành đứng tại trong rừng cây, một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào trên cành cây, giận mắng liên tục. Xác định mình bị tước đoạt thủ hộ giả tổ chức trại tân binh danh ngạch về sau, Lý Thành đêm không thể say giấc, tại trong rừng cây đã phát tiết cả đêm, nhưng mà hắn vẫn như cũ phẫn nộ, không gì sánh được phẫn nộ. Thế giới thay đổi, chỉ có mạnh lên mới có thể trở nên nổi bật. Có thực lực, ta chính là trên cái thế giới này thần, Muốn cái gì hay không? Không có thực lực, ai làm ta là người? Ta không cam tâm A. À. Ta nhọc nhằn khổ sở cố gắng lâu như vậy, cuối cùng thất bại trong gan tất, không cam tâm A. À. Lý Thành toàn lực một quyền, đem trước mặt đại thụ vỏ cây đánh nước toát ra. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ha ha! Có ý tứ, tiểu gia hỏa, ngươi cứ như vậy muốn có lực lượng A. À. Ngươi nào? Lý Thành đột nhiên xoay người, chỉ thấy trong bóng tối đứng một đoàn cái bóng, thấy không rõ hình dáng, nhưng mà có thể nhìn ra được, đó là một sinh vật hình người. "Ta là ác ma." Đối phương vô cùng dứt khoát nói. Lý Thành đột nhiên lui về phía sau, nói: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Ác ma nói: "Đừng kích động, tiểu tử, ta là bị oán khí của ngươi thu hút tới." Ngươi không phải là muốn lực lượng a, à, ta có thể cho ngươi lực lượng, vô cùng cường đại lực lượng." Lý Thành hé mắt nói. "Ta cần bỏ ra cái gì?" Ác Ma khà khà nói. "Ngươi cần thả ra trong lòng ngươi tất cả ác. Chỉ cần ngươi đủ xấu, lực lượng của ta liền liên tục không ngừng." "Thế nào? Muốn thử xem a." À? Lý Thành nghe được cái này, trầm mặt một hồi, theo sau hung tợn nói, Ta bây giờ còn có lựa chọn a, à, ta hiện tại cái gì cũng bị mất, nếu bọn họ không muốn để cho ta làm anh hùng, vậy ta làm cái ác ma cũng không có gì a. À. Dù sao đều là lực lượng, có lực lượng liền có tất cả. Nói đến đây, Lý Thành đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Ta đáp ứng ngươi. Bóng đen ác ma khà khà nói. Rất tốt, thả ra ngươi ác, cảm thụ lực lượng của ta, đi giết chóc, đi làm ác đi để oán hận tràn đầy thiên địa này ở giữa. Ngươi, ta, sẽ vĩnh sinh. Nói xong bóng đen chui vào Lý Thành trong cơ thể, Lý Thành chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông rót vào trong thân thể, theo sau toàn thân bộc phát ra đau đớn một hồi, hắn đoàn thành một đoàn trên mặt đất phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Đồng thời trong đầu hắn vang lên ác ma âm thanh. Trong lòng ngươi vẫn là có quá nhiều lo lắng cùng ký thác những vật này sẽ chỉ trở ngại lực lượng của ta hòa vào thân thể ngươi tiến độ, ngươi nếu là không muốn đau, vậy thì từ bỏ bọn họ. Lý Thành cắn chặt răng phát ra từng tiếng như là giả thú gầm nhẹ, trong mắt lóe lên mấy đạo nhân ảnh, rõ ràng là cha mẹ của hắn. Lý Thành theo sau dùng sức hai mắt nhắm lại, nói. Có ít thứ, không buông được. Trước như vậy đi, ta trước đi giết mấy người thoải mái thoải mái. Nói xong, Lý Thành vỗ một cái mặt đất, hô nhảy dựng lên, tiếp lấy phát ra gầm lên giận dữ, áo soạt một tiếng trách nát, sau lưng mở ra một đôi màu đen như là dơi đồng dạng cánh chim, cánh chim bên trên nhiều một đôi như là chim ưng đồng dạng lợi trảo, toàn thân ma khí lượng lờ, từng đạo màu đen ma khí tại của hắn huyết quản bên trong du tẩu, như là từng đạo màu đen ma văn. Lý Thành nhẹ nhàng nắm chặt lại nắm đấm, theo sau cười. Loại cảm giác này. Đây là lực lượng cảm giác A. Đang khi nói chuyện, Lý Thành hướng về phía bên trên một cây đại thụ tiện tay vỗ một cái. Bành. Một tiếng vang thật lớn, đại thụ ầm một tiếng hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp quét ngang một mảnh hình quạt trừng cây nhỏ. Thấy cảnh này, Lý Thành trợn tròn mắt. Lý Thành run rẩy mà nói: "Cái này, đây là lực lượng của ta a, à, cái này. Đây là người lực lượng a." À. Ác ma khinh thường nói: Ngươi chỉ là tiện tay vỗ một cái mà thôi, thử một chút toàn lực, có ngạc nhiên nha. Lý Thành liếm liếm đầu lưỡi, xoay người toàn lực đấm ra một quyền. Âm. Một đạo kinh khủng quyền kinh trực tiếp xuyên qua phía trước cự ly một cây số, những nơi đi qua, tất cả đại thụ toàn bộ vỡ nát. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.